nha. Mình là Duy máy móc Nam. Hôm nay mình sẽ đưa tới cho anh em một con máy khoan pin của hãng Detong. Đây là dòng máy khoan pin 13 ly và sử dụng động cơ không chỗ than. Hôm nay mình sẽ vừa giới thiệu cho anh em mua body và mua nguyên combo với mức giá hợp lý nào anh em có thể lựa chọn ở phân khúc đó. Dòng máy khoan pin Detong này á là động cơ không chỗ than, mã của nó là DK ID2140MKT. Đây là dòng sử dụng khoan pin 13 ly mà có thể sử dụng chân pin phổ thông ngoài thị trường rất là nhiều. Đó, đây là dòng chân pin Makita nè anh em, chung pin với Makita. Nên thật sự khi anh em sử dụng một con máy khoan như thế này, vừa có thể đi công trình, vừa có sử dụng và gia đình rất là hợp lý. Vừa có thể khoan tường, vừa có thể bắn tôm, mà vừa có thể rút lõi gỗ, với khả năng làm việc rất là nhiều cấp độ như thế này thì anh em mình sẽ có sự lựa chọn rất là phù hợp ha. Đây là dòng máy khoan với hai cấp độ trượt nhanh và chậm cho anh em như thế này. Đây là cấp độ nhanh nè anh em, còn đây là cấp độ chậm nè. Đó, thì anh em mình có thể sử dụng ở phân khúc nào cũng rất là hợp lý. Đó, đó anh em thấy không, hai cấp độ nhanh và chậm thì anh em mình có thể sự lựa chọn phân khúc nào cũng có thể làm được hết. Nhất là anh em làm thợ thì cần tiến độ thì đây là sử dụng rất là phù hợp nè. Còn nếu anh em mà sử dụng bán về vít thì thật sự luôn 23 cấp trượt giúp cho anh em mình thao tác rất là nhẹ nhàng nè, rất là dễ sử dụng nè, có khả năng ngừng khi mà anh em mình bắn các loại mở ốc vít thì rất là ok ha. Còn trong trường hợp mà anh em mình khoan tường thì con này cũng rất là khoan tường rất là ok nha, 2600 vòng trên một phút mà. Đó, thì đảm bảo cho anh em mình khoan tường rất là ok. Với mũi khoan 13 ly thì anh em mình không có ngại gì vấn đề khoan hay là bắn vít gì cả đâu ha. Rất là mạnh, con này rất là mạnh luôn. Và bán rất là nhiều thì anh em thấy, mình thấy anh em xài cũng rất là ổn định. Đó, nên giới thiệu cho anh em rất là nhiều. Mình thử coi, đây là mình khoan gỗ nha. Mình để đầu mình đây đi. Rất là nhanh anh em. Không quên. Máy còn hỗ trợ cho anh em thêm một đầu kẹp để mà anh em có cái cần giữ khi mà anh em khoan tường anh em. Đó, khoan tường. Giờ thử coi. Quên hoài. Rất là hợp lý phải không anh em ha. Nếu trong trường hợp anh em mình khoan những cái khoan rút lõi, kiểu khoan rút lõi thì anh em mình sẽ khoan ở, có thể khoan rút lõi được là rất là rộng nha anh em, rất là rộng á. Trong trường hợp mà anh em mình khoan những cái mũi vít dài như thế này thì con này vẫn phù hợp rất là nhanh, nhanh chóng. Rất là phê anh em, rất là phê. Còn trong trường hợp mà anh em mình khoan mà làm gì ta, muốn bắn vít những cái loại mà ốc dài như thế này đi. Ôi, thử coi. Mình cũng rất là tò mò. Thật lòng nha, tại vì bên mình thì ít có giới thiệu, ít có làm cái review về máy khoan á, thì khả năng làm video về máy khoan nó thật sự rất là kém, anh em thông cảm nha. Ai mà cảm thấy đang có nhu cầu quan tâm thì ủng hộ mình nha. Hết. Quên. Hình như khoan như thế này thì hay bắn vít như thế này thì thật sự khi cầm theo kiểu truyền thống nó sẽ hay hơn. Ok. Wow, mình không nghĩ nó vô luôn á anh em. Cấp mình đang sử dụng cấp số 1 á anh em. Cũng nhanh quá. Rất là khỏe luôn. Trong trường hợp anh em mình cần đi bắn tôn thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em test thử luôn nha. Bắn tôn hay xà gồ gì thì cái dòng này nó vẫn phù hợp luôn. Rất là hợp lý. Một con máy như thế này hiện tại máy móc Nam đang bán ra nguyên cả một combo 2 pin 1 sạc
như thế này anh em. Đó, tặng kèm một cái túi giá chỉ có 2.550.000, giảm sâu hơn so với đợt trước là tới 300.000 đó anh em. Giá lúc trước là 2.850, hiện tại đang được giảm giá chỉ có 2.550.000. Đó, anh em thấy rất là hợp lý, thì nếu có nhu cầu quan tâm thì dòng sản phẩm này rất là phù hợp. Còn nếu anh em mà đã có sử dụng những cái dòng chân pin của Makita rồi, đang muốn đầu tư thêm một cái body thôi, thì đây cũng là sự lựa chọn rất là hợp lý. Đó, anh em có thể sử dụng cái body như thế này, cái thân như thế này, giá chỉ có 1.350.000 thôi, rất là hợp lý cho anh em, rất là dễ mua mà rất là dễ sử dụng luôn hả, rất là bền. Máy bảo hành nguyên combo như thế này á, bảo hành hết tất cả là 6 tháng, rất là bền đó cho anh em ha. Thay vì mua những cái dòng sản phẩm 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000 đó, với cái sự an tâm, không có sự an tâm thì đây là sự an tâm cho anh em ha. Rất là hợp lý luôn. Giá bán như thế này thì bên mình sẽ giá bán trực tiếp cho anh em ha. Còn nếu anh em ở xa thì bên mình vẫn ship về tận nơi cho anh em luôn hả. Đấy, anh em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng máy bắn bu lông như thế này thì ủng hộ mình qua dòng sản phẩm chất lượng như thế này ha. Cảm ơn anh em ạ.